Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về khoa học lý thuyết nha các bạn. Thì quốc gia nào nhỏ nhất trên thế giới về diện tích nha các bạn? Thì đó chính là cái tòa thánh Vatican, được thành lập vào năm 1929, chỉ rộng có 0,44 km vuông thôi nha các bạn, và có khoảng 1.000 dân, nằm giữa thủ đô Roma của Italia. Nghe chưa? Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về khoa học lý thuyết nha. Các bạn có vướng mắc gì, có ý kiến gì, các bạn cố gắng comment giúp mình để khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.